Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin ta cùng nhau dựa ra trong Tin Lành Giăng hay là Phúc Âm Giăng, đoạn 17, câu 20 đến câu thứ 23. Xin ta cùng nhau đồng đứng lên và xin cùng hiệp một với tôi. Tôi đọc lời của Chúa và chúng ta hít một, dò xem Kinh Thánh của mình để nghe điều Đức Thánh Linh muốn dạy dỗ cho hội thánh của Chúa ở đây và cho con cái của Chúa, có thể có những tôi tớ của Chúa đang theo dõi chương trình online của chúng ta. Tôi xin đọc lời của Chúa. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tìm đến con nữa, để cho anh ấy là một như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta là một. Con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến, và cha đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con. Xin ta cùng nhau đọc chung với tôi câu 22. Chúng ta bắt đầu. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Xin hiệp tông của tôi trong sự cầu nguyện. Thưa Cha vinh hiển, một Đức Chúa Trời đang ở đây với chúng con, là một Đức Chúa Trời mà niềm tin của chúng con tin rằng Ngài là Đấng tam vị nhất thể, Ngài là Đấng đã làm một với Chúa Giêsu và Ngài cũng là làm một với Đức Thánh Linh. Và sáng nay chúng con sẽ lắng nghe điều mà Thánh Linh của Chúa muốn giải bày sự quan trọng về hiệp một, để chúng con hiểu, chúng con áp dụng, để chúng con thấy những điều lớn lao lạ lùng mà chúng con chưa từng thấy, nó sẽ đến, nó sẽ được ứng nghiệm trên mỗi cuộc đời của chúng con và công việc của nhà Chúa tại nơi chốn này, sẽ đến trên chức vụ mà Ngài kêu gọi chúng con. Xin đừng để chúng con gọi Ngài là Cha mà chúng con bất hòa với Ngài. Xin đừng để chúng con gọi Chúa Giêsu là Cứu Chúa mà chúng con bất hòa với Ngài. Xin đừng để chúng con gọi Đức Thánh Linh là Người Bạn Lớn mà chúng con bất hòa với Ngài. Chúa ơi, xin hãy cho chúng con thấy điều này. Và dễ lắm, trong cách sống của chúng con đã không làm một với ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con đã không làm một với ý muốn của Ngài. Chúng con không làm một với những điều gì mà lòng của Ngài muốn chúng con đồng hành. Chúng con vẫn chiều theo tư dục của xác thịt. Chúng con vẫn sống theo ý riêng. Chúng con vẫn hầu về Chúa theo ý riêng, theo cảm tính. Chúng con vẫn làm việc mà không hiệp một với Ngài. Lạy Chúa, vì cái đó mà chúng con chưa thấy những điều gì kỳ diệu mà Chúa đã làm cho chúng con. Sáng nay con cầu nguyện cho chính con, cho anh em con, cho những người nghe sứ điệp này, để một chúng con quyết định làm một với Đức Chúa Trời tam vị nhất thể. Để rồi chúng con thấy những điều Kinh Thánh hứa đến với đời sống chúng con, đến với chức vụ mà Ngài kêu gọi chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Vinh hiển, cao quý, tôn trọng. Chúng con làm một lại, dâng lên cho chiên con đã bị giết vì cớ chúng con cho đến đời đời. Chúng con hiệp một và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời Thánh chúng ta đồng an toàn. Với những câu Kinh Thánh trong Giăng đoạn 17 và với cái lời cầu nguyện của tôi, thì anh em có thể biết
đó là sáng nay chúng ta sẽ nghe sự điệp gì? Đó là sự hiệp một quan trọng như thế nào? Nếu ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta cũng thấy lời của Chúa nói đến hai chữ hiệp một. Và bên ngoài xã hội thì chúng ta cũng thấy rằng họ luôn luôn kêu gọi sự hiệp một, hiệp nhất, hiệp thông. Amen. Từ trong một gia đình, trong một hôn nhân thì vợ chồng cũng phải có sự hiệp một. Hiệp một trong một quyết định nào đó, hiệp một trong việc có nên mua căn nhà này hay không mua căn nhà này, mua miếng đất này hay không mua miếng đất kia, hay là mua chiếc xe này hay không mua chiếc xe, hay là hiệp một trong việc dạy dỗ con cái. Chắc chắn chúng ta đã làm con cái rồi, bao nhiêu người ở đây thừa nhận rằng trong gia đình của chúng ta, việc mà ba mẹ của chúng ta đã không có sự hiệp một để nuôi dạy chúng ta không? Bao nhiêu người đã thấy điều này? Thí dụ như người mẹ thì chiều con lắm, còn người cha thì rất là cứng rắn, có phải không? Có phải không ạ? Khi người cha sửa dạy con trước mặt người mẹ, người mẹ vì cớ yêu con, binh con, và đứa con nhìn thấy như vậy cho nên nó đã bắt thóp được, đó là nó không có bao giờ kính trọng hay là sợ cái sự dạy dỗ của người cha. Và đối với Chúa, sự hiệp một trở nên cực kỳ quan trọng. Quan trọng vô cùng. Chúng ta nhìn thấy, trước khi đi vào chi tiết, để chúng ta thấy cái thế giới hữu hình ngày hôm nay, mà mắt cũng có mắt vật lý chúng ta thấy được, thấy cây cối, thấy muôn loài vạn vật, thấy chim muông, nghe tiếng chim hót, thấy mây trời, thấy bầu trời trong xanh, thấy mặt trời, thấy mặt trăng về đêm, thấy muôn vàng tinh tú. Chúng ta biết rằng điều này bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ sự hiệp một của một Đức Chúa Trời tam vị nhất thế, hay chúng ta còn gọi là Đức Chúa Trời ba ngôi. Amen. Amen. Anh em, nếu trong sự sáng tạo không có sự hiệp một thì chắc chắn tôi và anh em không thấy thế giới hữu hình tuyệt đẹp như ngày hôm nay. Amen. Dầu rằng ngày hôm nay cái thế giới hữu hình nó không còn nguyên vẹn như cái sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, do tình trạng tham nhũng về gỗ quý, thí dụ điển hình tại Việt Nam của chúng ta, thí dụ như việc đó là chúng ta khai thác khoáng sản, chúng ta lấn biển để xây dựng những khu resort. Tôi mới đọc một cái thông tin hôm qua, đó là Quốc hội đã có một cái quyết định, đó là sẽ ngưng cái việc mà lấn biển. Đối với tôi thì nó cũng đã hơi muộn rồi. Và thế giới hữu hình ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy tại sao lũ lụt nhiều, tại sao thời tiết trở nên khác thường, bởi vì bao nhiêu rừng là bị phá hết rồi. Và trong cái sự phá đó cũng có sự hiệp một. Hiệp một này có hai nghĩa, một nghĩa tích cực và một nghĩa tiêu cực. Amen. Amen. Đối với Chúa cũng có sự hiệp một, ba ngôi Đức Chúa Trời hiệp một để sáng tạo nên thế giới vạn vật này. Và Satan là kẻ cướp giết hủy diệt, nó cũng hiệp một để phá những công việc mà Chúa dựng nên. Thí dụ, lời của Chúa nói gì khi Ngài tạo dựng những con người là tôi và các anh chị em? Ngài nói gì? Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Amen. Anh biết rằng Đức Chúa Trời làm một với nhau để dựng nên tôi, để dựng nên từng anh em. Như vậy chúng ta có quý trọng trước mặt Chúa không anh em? Quý trọng không? Ngài dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy đó, chúng ta lùi lại quá khứ một chút. Ma quỷ đã hiệp một phá hại cuộc đời chúng ta. Bao nhiêu người thừa nhận rằng ma quỷ đã hiệp một, nó phá hại cuộc đời chúng ta rồi. Nó làm cuộc đời của chúng ta không còn hiếu thảo cha mẹ, không còn yêu thương cha mẹ. Bất chấp chúng ta vẫn biết điều đó là sai, nhưng ta vẫn làm. Và ma quỷ là kẻ cướp giết hủy diệt,
nó đem những điều chết chắc đến cuộc đời của chúng ta, phải không ạ? Có phải không? Nó làm gương mặt của chúng ta trở nên ác nhân, chứ không phải là thiện nhân. Nó làm nên con người chúng ta, nó dựng nên, nó tạo nên, nó kiến tạo cái bản chất dối trá, nổi loạn, kiêu ngạo ở trong cuộc đời của mỗi một chúng ta. Và chúng ta thấy nó sự hiệp một có ở trong Đức Chúa Trời. Và chữ hiệp một trong Kinh Thánh nói về nghĩa thiêng liêng, rất thiêng liêng anh em. Với những câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe tôi đọc đó, thì Chúa Giêsu đã nói trong lời cầu nguyện với Cha, con một, để cho anh ấy hiệp làm một. Amen. Như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Rồi câu 22, con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một, cũng như chúng ta vẫn là một. Amen. Tôi đọc Kinh Thánh tôi chưa bao giờ thấy tam vị nhất thể hay là một Đức Chúa Trời ba ngôi cãi lộn với nhau cả. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Nếu trong cuộc sáng tạo mà Ngài cãi lộn với nhau, Ngài nói là chúng ta hãy dựng nên loài người theo hình ta và theo tượng ta. Chúa Giêsu là lời nói trong miệng của Ngài lúc đó. Chúa Giêsu nói rằng là Cha ơi, hãy dựng nên con người đừng theo hình tượng của chúng ta, nhưng theo hình tượng gì đó, amen. Theo con khỉ chẳng hạn. Thì chúng ta thấy cả trung tâm này leo cây giỏi lắm. Hay là Đức Thánh Linh bất hòa với Đức Chúa Cha. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong sự hiệp một dựng nên con người là một tác phẩm đẹp đẽ nhất của thế giới này. Cho tôi nghe chị amen. Con người không ra từ loài khỉ. Con người được tạo dựng nên từ Đức Chúa Trời, amen. Ngài cũng có tạo nên con khỉ. Con khỉ là con khỉ, con phượng là con phượng, con người là con người, amen. Không thể nào lẫn lộn khỉ và người với nhau. Có phải không anh em? Hả? Nếu chúng ta tin điều đó thì sáng nay tất cả ngồi đây không ai chịu mặc quần đâu. Phải không? Và đang ngồi nghe tôi giảng, nếu chúng ta ra từ vườn người thì nó lâu đưa tay. Rồi bắt chí hả? Rồi trời đã hiệp một để dựng nên thế giới vạn vật này, và chúng ta thấy bằng mắt thường này. Thế thì anh em hiểu được tôi muốn nói không? Nếu công việc của nhà Chúa tại đây không có sự hiệp một thì ngày mai chúng ta xong chẳng thấy một điều gì tốt lành đâu. Một tháng sau chúng ta cũng chẳng thấy điều gì tốt lành đâu. Có tôi nghe chị amen. Mà sự hiệp một, có một câu nói trong cái đài phát thanh của One Way Radio, người ta nói câu này mà tôi rất là thích. Chúng ta có thể ghi câu này, chúng ta có thể để Đức Thánh Linh cài đặt câu này vào tâm trí của chúng ta, tiềm thức của chúng ta. Hiệp một giúp chúng ta hoàn thành những việc mà một cá nhân không làm được. Hãy nhớ điều này. Hiệp một giúp chúng ta hoàn thành những việc mà một cá nhân không làm được. Dù Đức Chúa Trời rất toàn năng, nhưng Ngài không đơn phương sáng tạo nên vạn vật này. Amen. Dù Đức Thánh Linh rất là quyền năng, nhưng Ngài cũng không một mình để sáng tạo nên cõi vũ trụ này. Amen. Dù Chúa Giêsu rất quyền năng, nhưng Ngài không đơn phương để bước vào thế giới loài người này để chết đền tội cho nhân loại. Nhưng vì Chúa Giêsu vào trong thế giới này cũng là sự hiệp một trong vương quốc của thiên đàng, amen. Đã sai Ngài đến, cho tôi nghe chứ, amen. Amen. Đến mức Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 5 rằng con chỉ làm những việc mà con thấy Cha làm, và những việc Cha làm con cũng làm y như vậy. Chúng ta thấy sự hiệp một không? Và Chúa Giêsu nói gì nữa? Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng vậy.
cho chúng ta thấy bắt đầu liên hệ đến chức vụ của chúng ta. Chúng ta hơn vì Chúa kiểu như thế nào? Chúng ta hơn vì Chúa kiểu như thế nào? Có giống hiệp một với Chúa Giêsu đã từng tuyên bố câu rằng là cha ta làm việc bây giờ, đến bây giờ. Và ta cũng làm việc y như vậy. Amen. Chúng ta hơn vì Chúa luôn luôn bị nhắc nhở. Con phải như thế này, con phải như thế kia, con phải. Thì chúng ta mới làm. Điều đó cũng là một điều tốt, em ơi. Nhưng trên hết mọi điều, anh em thấy tôi có ai nhắc nhở tôi không? Bởi vì cái sự ý thức, nó trở nên rất quan trọng cho một người hầu việc Đức Chúa Trời. Tôi nghe chị, amen. Đức Chúa Cha chưa một lần nhắc nhở Chúa Giêsu rằng con phải hiệp một với ta nhé. Đức Chúa Cha chưa bao giờ nhắc nhở 3 năm rưỡi khi Chúa Giêsu thi hành trên đất này, đó là con đừng lung tung nhé. Chưa bao giờ. Bởi vì Chúa Giêsu, Ngài có ý thức. Chúng ta nghe chị, amen. Sáng nay ở đây chúng ta có ý thức không? Ý thức sẽ giúp chúng ta thành công. Amen. Ý thức giúp chúng ta tìm lại con người mà mình đã bị ma quỷ, Satan giết chết. Không có điều gì khó anh em. Khi ý thức của một con người chết đi, Đức Chúa Trời sẽ không làm gì cả. Chúng ta thấy ở đây cũng có những người có ý thức và có những người không ý thức, đúng không? Những người hầu việc Chúa cũng vậy, có những người hầu việc Chúa rất ý thức, là không đợi ai phải nhắc cả. Nhưng người ta ý thức rằng họ là đầy tớ của Chúa, họ là một tôi tớ của Chúa và họ làm việc phải làm. Amen. Amen. Họ làm việc phải làm. Chúa Giêsu chưa từng bị Đức Chúa Cha nhắc. Ngày lễ báp têm bằng nước, dân làm báp têm bằng nước cho Chúa Giêsu. Cửa trời mở ra và các sách phúc âm ghi lại rằng từ trời có tiếng phán rằng này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Amen. Amen. Lần thứ hai trên núi hóa hình, Chúa Giêsu dẫn ba trò rất là quý của mình, đó là Giăng Phi-rơ và Gia-cơ lên núi hóa hình. Và tại núi hóa hình đó, Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và có hai người xuất hiện, đó là Môi-se và Ê-li. Trong lúc cảnh quan rất tuyệt đẹp, tôi mơ và tôi mỗi ngày đều cầu nguyện, xin Chúa mở mắt thuộc linh của tôi để tôi nhìn thấy thế giới vinh hiển. Và tôi tin Chúa làm điều đó cho tôi. Và trong cái cảnh quan quá tuyệt đẹp như vậy, Phi-rơ nhìn thấy vinh quang. Phi-rơ nhìn thấy chiếc áo mà thầy của mình mặc trước khi cầu nguyện đó đã trở nên sáng lạ lùng, phải không ạ? Amen. Sáng lạ lùng. Thấy Ê-li, Môi-se. Anh em, tôi tin rằng Phi-rơ chưa từng nhìn thấy Ê-li bao giờ. Phi-rơ chưa từng nhìn thấy Môi-se bao giờ. Amen. Nhưng mà trong cái giây phút quỳ tuyệt vời đó, ông nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa. Và ông đã buộc miệng nói lên gì? Thấy thầy, để chúng em làm cho thầy ba cái trại, một cái cho thầy, một cái cho Ê-li, một cái cho Môi-se. Amen. Còn chúng em ngủ dưới đất cũng được, không sao, tôi dịu thôi. Và ông ta thấy từ trong sự vinh hiển đó, đám mây cũng đã tuyên bố rằng này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời của Ngài. Ba ngôi Đức Chúa Trời có sự hiệp một trong sự sáng tạo. Ba ngôi Đức Chúa Trời có sự hiệp một trong sự bày tỏ con độc sanh của Ngài. Ba ngôi Đức Chúa Trời hiệp một trong trận chiến. Cho tôi nghe chị, amen. Trường, con là con khỉ, là con là con người đấy. Ba ngôi Đức Chúa Trời
bột. Suy bột đó không bao giờ chấm dứt cho đến ngày hôm nay, cho đến mãi mãi, cho tôi nghe chị amen. Suy bột trong vương quốc của Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Trời tam vị nhất thể làm việc rất hài hòa. Amen. Có bao giờ ta đọc kinh thánh chúng ta thấy ba ngôi Đức Chúa Trời cãi lộn với nhau chưa? Bởi vì họ hiệp một với nhau, và hiệp một có sự tôn trọng ở đó. Khi một con người không có sự tôn trọng cho ai đó, thì người đó đã dường như lên tiếng rằng tôi không hiệp một với anh. Are you with me? Tôi không hiệp một với anh. Và khi một người chống lại sự hiệp một của Chúa, người đó không phải chống tôi đâu, nhưng người đó chống sự hiệp một của Đức Thánh Linh. Chúng ta dỡ nhanh ra Ê-phê-sô đoạn 4 câu thứ 3. Chúng ta sẽ đọc, chúng ta sẽ bắt gặp câu kinh thánh này. Và đây là câu kinh thánh chúng ta cần phải học thuộc nhé. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 3: dùng dây hòa bình mà giữ duyên sự hiệp một của Thánh Linh. Dùng dây hòa bình. Hòa bình hay là hòa thuận? Amen. Amen. Giữ gìn sự hiệp một của Đức Thánh Linh. Như vậy, sự hiệp một là của Đức Thánh Linh. Ai chống lại sự hiệp một là chống Đức Thánh Linh. Ai phạm tội Đức Thánh Linh thì đời này không được tha và đời sau cũng không được tha. Thế thì làm sao được phép bước vào vương quốc của nước Đức Chúa Trời? Cho tôi nghe chị amen. Cho nên em tôi nài xin anh em, chúng ta ở trong một hội thánh, chúng ta ở trong một mục vụ giải cứu, chúng ta cần hiệp một với ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta cần hiệp một với lời của Ngài. Chúng ta cần hiệp một với nhau. Amen. Amen. Để thấy những điều chúng ta ước mơ nó xảy ra. Và ngày hôm qua khi tôi quan sát anh em làm việc, là chúng ta căng cái bạc đó để cho mát, tôi quan sát từ cách anh em làm việc, nhưng một điều rất ấn tượng, và điều đó nó bắt đầu chú phán với lòng của tôi. Từ sáng sớm hôm nay mà tôi cầu nguyện với Chúa, xin cho con có lời của Ngài. Thế nặng đó là gì? Chiều hôm qua lúc 6:10, đó là khi anh đang làm nó lỡ dở, làm lỡ dở. Và chính tôi cũng nói với anh em rằng thôi mấy con, trời tối rồi. Và 6:10 thì chúng ta thường thường biết là còn có 20 phút đến giờ ăn tối phải không? Và tôi cũng nói anh em rằng là thôi mấy con, trời tối rồi, nghỉ làm đi để ngày chiều mai làm cũng được. Nhưng mà có một anh em nói gì? Ố, nghỉ rồi à? Lúc đó là có những anh em đã đem thang, xếp thang, đem vô cắt rồi coi là việc làm tạm chấm dứt. Nhưng có một anh em đến nói rằng là ố, nghĩ rồi à, sao không làm tiếp, để như vậy khó chịu lắm, làm đi chứ. Thì mỗi một người nói cái lời nói đó, và những anh em khác gì, thôi để chiều mai làm. Nhưng mà chính những người đó vừa nói xong đó thì nếu muốn làm thì làm thì làm, thích thì làm. Thế thì tất cả đều hiệp một với nhau, đêm thăng ra trở lại. Và thế là chúng ta đã hoàn thành điều đó, với câu mà khi nãy tôi bảo anh em ghi nhớ đó. Hiệp một là giúp chúng ta hoàn thành những việc mà một cá nhân không làm được. Dù thầy Tú có nỗ lực cỡ nào, dẻo dai cỡ nào, mà ngày hôm qua không có Tiến, không có Hải Bạc, không có Khải, không có những anh em giúp đỡ, thì thầy Tú cũng đứng đó khóc thôi. Cho tôi nghe chữ amen. Anh em hãy nhìn những điều thực tế mà Thánh Linh dạy dỗ chúng ta. Tôi có được ơn cỡ nào đi nữa thì tôi vẫn nói thẳng với anh em rằng tôi không làm được. Chúng ta cần có sự hiệp một. Amen. Amen. Hiệp một trong tiếng nói, hiệp một trong suy nghĩ, hiệp một trong quyết định, hiệp một trong tấm lòng, thì chúng ta sẽ làm được những việc không thể. Tôi nghe chị amen. Cho nên anh em, sự một rất quan trọng. Và Chúa Giêsu biết rõ điều này. Và trong cái lời cầu nguyện này, dân nội mãi này, tại sao Chúa cầu nguyện điều này? Tại sao cái dân có một lời cầu nguyện
Sự hiệp một ở đây bởi vì Ngài nhìn vào 12 sứ đồ, Ngài nhìn vào 70 môn đệ, Ngài biết họ không có sự hiệp một, phải không ạ? Ngài biết họ tranh cạnh, Ngài biết họ hơn thua, ai là người lớn hơn trong 12 sứ đồ, amen. Ai là người được Chúa yêu hơn, ai là người được Chúa tôn trọng hơn. Và Chúa biết điều này, cho nên Ngài đã đem sự hiệp một. Vì đây là một lẽ thuật mà chính Ngài biết là Ngài đã làm một với Cha, Ngài đã làm một với Đức Thánh Linh, cho tôi nghe chị, amen. Hallelujah. Thầy trò của chúng ta cũng vậy. Đừng hầu việc Chúa kiểu lập dị. Đừng, tôi khuyên anh em đừng. Dầu tôi đã chuyển giao chức vụ cho anh em, nhưng tôi đang nói một cái cương vị ở một người lãnh đạo cố vấn, amen. Đừng hầu việc Chúa ngẫu hứng. Đó là thích làm, không thích thì thôi, đừng. Nếu một con người, nếu một đời tớ của Chúa mà như vậy nữa, tôi nói nên rằng chẳng bao giờ chúng ta thấy Chúa dùng chúng ta nữa. Chẳng bao giờ Chúa sức giàu cho chúng ta nữa. Chẳng bao giờ Chúa tôn trọng một đầy tớ mà tôi tạm gọi là biến nhát, chậm chạp. Chúa Giêsu là một đầy tớ của Đức Chúa Trời, cho tôi nghe chị, amen. Và Ngài không bao giờ để cho Cha Ngài nhắc nhở. Chúa Giêsu đầy tớ Đức Chúa Trời, Ngài chưa bao giờ để Cha Ngài nói gì là con à. Tại sao con tàn tàn vậy? Tại sao con ngẫu hứng vậy? Tại sao ngày hôm qua con cầu nguyện chữa lành, ngày hôm nay con cầu nguyện cho ai cả? Tại sao ngày hôm qua con dậy sớm con cầu nguyện, ngày hôm nay con không cầu nguyện? Và luôn thì tôi nói anh em là có những anh em, tôi nhìn vào đời sống cầu nguyện em, tôi biết rằng cái mức độ thuộc linh của anh em nó tụt giảm đến mức báo động. Đó là anh em không còn dậy sớm được nữa. Xác thịt phình ra rồi, trở nên nặng nề rồi, và không còn dậy sớm để tương giao với Chúa nữa. Và đến ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã chết, đã sống lại, đã thăng thiên, Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng. Và tại thiên đàng, Ngài vẫn tiếp tục hiệp một với Đức Chúa Cha. Amen. Hiệp một với Đức Chúa Trời là đấng đang ở trên đất này, đấng đang ở trong, ở với tôi và anh em, để tiếp tục bày tỏ quyền năng của phúc âm. Cho tất cả chị, amen. Cho tất cả chị, amen. Anh em, Ngài vẫn duy trì sự hiệp một. Và bây giờ chúng ta đi một cách chi tiết. Chúng ta nhìn vào câu thứ 21. Để cho anh ấy hiệp làm một. Mà để chúng ta hiểu câu này thì câu 20 Chúa Giêsu nói gì? Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Để người khác tin Chúa Giêsu, khi chúng ta giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác thì anh em không dễ đâu nhé. Cái người giới thiệu Chúa Giêsu đó phải làm một với ba ngôi Đức Chúa Trời. Nếu đời sống một con người chỉ nói Chúa trên miệng của mình đó, mà không có cái đời sống làm một với Đức Chúa Trời đó, khi họ nói, cái lời nói đó giống như gió thổi bay đi. Người nghe đó không bao giờ để ý vào cái điều gì họ nói đâu. Anh em đừng có lầm tưởng, đôi khi Chúa muốn cứu một người nào đó, Chúa dùng chúng ta. Nhưng để Chúa dùng chúng ta liên tục, amen, thì tôi và anh em phải có sự làm một với ba ngôi Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chị, amen. Làm một với Ngài, không cãi Ngài, amen, không bất tuân mạng lệnh của Ngài, không xem thường Ngài. Gần đây tôi có nghe một bài giảng mà tôi rất là thích, tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Trong đó có một sư, bây giờ ông cũng mới về nước Chúa hơn một năm nay thôi, một sư chưa từng dạy tôi chưa từng ngồi dưới chân ông một giây phút nào, nhưng mà đối với tôi vẫn thừa nhận rằng đó là một người thầy của tôi. Vì những sứ điệp ông dạy, ông giảng, và tôi trân trọng, bởi vì
ông giảng lời của Đức Chúa Trời và tôi rất là tôn trọng. Ông có một câu nói rằng ngày hôm nay có nhiều người cứ cố tình nắm giữ cái điều mà không phải của Chúa. Và ông đưa ra một ví dụ rằng là có nhiều người khi yêu mà, khi yêu thì không ai lại không muốn, ai cũng muốn bàn vô chứ ai cũng muốn bàn ra, phải không ạ? Yêu mà, có phải không ạ? Yêu mà. Và tôi thích của Chúa nói gì, nhưng có nhiều người cứ nắm giữ, họ vẫn biết là cái người nữ đó không phải là cái người Chúa chọn cho mình, nhưng họ vẫn nắm giữ. Và khi họ lấy đó, họ về họ lấy, họ sống với nhau đó, thì họ mới tá hỏa rằng là họ lấy cái người không phải của Chúa. Cho nên bây giờ gặp khó rồi. Mà hôn nhân thì đâu có phải là thay cái áo mà muốn thay là thay. Và thế là họ khổ suốt cả cuộc đời. Mất cả chức vụ. Và tôi ngồi tôi nghe, có rất nhiều tôi tớ của Chúa dạy. Nhưng tôi nhìn thấy ngày hôm nay có rất nhiều người chúng ta thiếu cái điều này. Đừng nghĩ rằng mình đứng đây mình giảng là mình nói gì là mình nói. Nếu tôi không có sự là một với Chúa, amen, thời gian ngắn nhất đó là tin sáng hôm nay. Tôi dậy rất là sớm, đi ra vệ sinh cá nhân xong đến một cái chỗ ngồi và bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Làm một với Chúa. Tôi nói con cần lời của Chúa hôm nay. Chúa nói ngày hôm qua con thấy cái gì? Và Chúa đem cái hình ảnh mà khi nãy tôi có nói với em đó. Một người nói chúng ta làm đi. Thế là chúng ta làm xong công việc mà một người không làm được. Amen. Amen. Và Chúa nói tôi về vấn đề sự nghiệp một ngay lập tức giờ phút đó. Và tôi cầu cho đến đúng 5 giờ tôi vào phòng bắt đầu tôi dỡ máy ra. Tôi nói xuống những cái ý tưởng mà Chúa bắt đầu dạy dỗ tôi. Amen. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy coi một. Kinh Thánh Chúa nói gì? Cái sự hiệp một nó phải như thế này. Đó là để cho ai nấy. Ai nấy đây chỉ về ai à? Ai nấy đây chỉ về ai à? Chỉ về tôi, chỉ về anh em, và chỉ về hết thảy những người nào nghe sứ điệp này. Amen. Chúng ta hiệp một kiểu gì đây? Chúng ta hiệp một như thế nào đây? Chúng ta phải hiệp một như con một này. Đó là để cho anh ấy hiệp làm một. Như có là gì? Như có nghĩa là giống như. Amen. Amen. Giống như kiểu mẫu của sự một giữa cha và con. Con đây viết hoa nói về Chúa Giêsu. Amen. Và con ở trong cha cũng chữ con nói về Chúa Giêsu và cha viết hoa nói về Đức Chúa Trời. Thế thì điều đầu tiên chúng ta phải hiệp một. Kinh Thánh trong tiếng Lành Văn cái chữ trong á, ở trong nó là một điệp khúc, một điệp ngữ cứ vang lên, cứ lặp đi lặp lại trong tiếng Lành Văn. Bao nhiêu người amen điều này? À, trong tiếng Lành Văn chúng ta đọc chúng ta thấy cái điệp ngữ này ở trong liên tục. Và sứ đồ Văn là một người cũng viết được thân cảm để viết về Văn đoạn 15. Nếu các con cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các con, amen. Và ông dùng cây nho và cọc nho. Như vậy cái chỗ này có một sự bầu nhiệm ở này với sự mặc khải. Chúa Giêsu nói gì? Để cho anh ấy hiệp làm một. Và kiểu mẫu của sự làm một mà sáng nay chúng ta phải cầu nguyện cho chính mình. Đó là kiểu mẫu, đó là cha ở trong con. Anh em, cha ở trong con. Anh em thấy Chúa Giêsu đang ở dưới đất ngài cầu nguyện cho lời này phải không ạ? Và chúng ta thấy gì? Ngài xa cha của ngài. Ngài đến trong trần gian này. Nhưng ngài không hầu việc tự ý ngài. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Ngài không hầu việc kiểu ngẫu hứng. Ngài không hầu việc đến hẹn lại lên. Nhưng mà ngài nói rằng như cha ở trong con. Cái điều này nói về ngay thì hiện tại mà Chúa Giêsu dâng lời cầu nguyện này. Thì ngài biết chắc 100% đó là cha ở trong ngài. Cho tôi nghe chữ amen. Ở trong đây không có nghĩa là giống như bây giờ tôi đặt câu hỏi. Thí dụ tôi hỏi tiếng rằng con có tin rằng Chúa Giêsu ở trong con không? Hay là tôi đặt câu hỏi cho cả hội thánh sáng hôm nay, đó là bao nhiêu người tin rằng Chúa đang ở trong con? Thì tôi tin rằng tất cả đều giơ tay phải không ạ? Nhưng ta đừng nhầm tưởng. Ở trong con nói lên cái mối tương giao mật thiết.
Các bạn nghe chị amen. Mối tương giao bậc thiết như cha ở trong con và con ở trong cha. Như cha ở trong con và con cũng ở trong cha. Đấy, sự là một ở đây không? Amen. Cha không phải chỉ ở trong ngài, mà Chúa Giêsu phải ở trong cha nữa. Amen. Amen. Tôi đưa ra ví dụ, có những đứa con ở trong nhà với cha. Nhưng bao nhiêu người đã tin và đã cảm nhận, đã kinh nghiệm, chúng ta ở trong nhà với cha, cha đẻ của mình đó, nhưng mà chúng ta không có làm một với cha của mình nào. Cúc mình tôi giơ tay à? Có những người vẫn kêu, dạ con chào ba hay con chào bố hay con chào cha, nhưng mà chúng ta chào đó là phép lịch sự, nhưng mà chúng ta không ở, chúng ta không làm một với cha, chúng ta không có mối tương giao. Cho tôi nghe chị amen. Chúng ta không có mối quan hệ. Cho tôi nghe chị amen. Chúng ta đi ra đường, người ta có thể nói, ồ con có phải là con của người đó không? Dạ đúng rồi đó chú, con là con của người đó, là ba của con á. Chúng ta vẫn nói mọi người biết rằng người đó là cha của mình, nhưng mà chính mình đây này không có mối quan hệ với người cha của chúng ta. Bao nhiêu người amen như này? Cũng một khi đó chúng ta đều nói với mọi người rằng Đức Chúa Trời là cha của tôi, Đức Chúa Trời đã cứu tôi. Amen. Đôi khi ta nói như vậy, nhưng mà chính chúng ta này không có mối quan hệ tốt với ngài. Cho tôi nghe chị amen. Amen. Chúng ta vẫn ca ngợi Chúa hôm nay, nhưng mà chính chúng ta này vẫn đi hàng hai với ngài. Amen. Vẫn sống tư dục xác thịt, vẫn sống theo ý riêng. Anh em đi tôi nói không? Vẫn không vâng lời Đức Chúa Trời. Cho nên cái sự hiệp một đầu tiên, kiểu mẫu đầu tiên mà tôi nên phải cầu nguyện cho bắt đầu từ ngày hôm nay, đó là xin cho con làm một trong mối quan hệ với ba ngôi Đức Chúa Trời. Cho con làm một vị muốn của cha. Amen. Amen. Cho con làm một vị muốn của Chúa Giêsu. Thí dụ ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Ngài muốn mọi người đều được cứu. Chúng ta đã làm một điều đó chưa? Hay là chúng ta vẫn ở đây và chúng ta chưa làm một với Chúa? Đó là đời sống ta đến hạ đến ngày. Đến ngày nay là bao nhiêu tháng rồi mà đời sống của chúng ta vẫn chưa có nhúc nhích? Bởi vì chúng ta chưa chịu làm một trong ý muốn, đó là Chúa muốn tôi được thay đổi. Amen. Amen. Chúa không muốn tôi sống cái kiểu này nữa. Anh là Chúa Giêsu bày tỏ rằng như cha ở trong con và con ở trong cha. Cho tôi nghe chị amen. Có một sự liên hệ mật thiết, có mối quan hệ thông suốt với nhau. Amen. Và khi tôi suy gẫm điều này, Chúa nói với tôi gì? Dễ biết đó là chúng ta có hiệp một với người lãnh đạo của mình hay không. Dễ lắm. Đó là chúng ta xem mình có mối quan hệ với người đó không. Amen. Mối quan hệ bằng cách gì? Đó là chúng ta kết nối với nhau được. Amen. Anh em hiểu gì tôi nói không? Chúng ta kết nối với nhau được. Không phải là chào bố hay chào thầy là mình có mối quan hệ hay là mình hiệp một với người thầy không. Nhưng nếu cái mối quan hệ của chúng ta bị gãy đổ, chúng ta không kết nối được với cái người làm việc chung, thì chúng ta đã bất hòa với nhau rồi. Có đúng như vậy không? Đã bất hòa với nhau rồi. Thi Thiên 133 nói gì? Kìa anh em ăn ở hòa thuận là hiệp một với nhau đó. Thật tốt đẹp thay, khác nào dầu dầu quý giá, chứ không phải dầu thầy Tú mua đồ đẻo về cho anh em ăn. Dầu quý giá. Tôi có thể lấy chai dầu ô liu sức cho anh em, nhưng đó không làm cho anh em trở nên đặc biệt đâu. Dầu quý giá là Đức Thánh Linh. Cho tôi nghe chị amen không? Sẽ làm nên sự khác biệt trên em. Có những người hầu việc Chúa nhưng không tôn trọng sự hiệp một, không làm một với ý muốn của ba ngôi Đức Chúa Trời, hay là Đức Chúa Trời tam vị nhất thể. Họ không làm một với cái tâm tình khải tượng cùng cái người lãnh đạo của mình. Họ vẫn hầu việc theo ý riêng của mình. Nên nếu chúng ta không đáp ứng cái sự hiệp một theo kiểu mẫu đầu tiên này, thì anh em làm sao chúng ta thấy câu phần B của câu này là gì?
lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Nếu chúng ta không làm một bằng cách đó là quyết định mối giao thông với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện cho tôi anh chị, amen. Nếu sáng nay có ai đó không cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì tôi nói thẳng với anh em như mạch văn này, chúng ta đã bất hòa với Chúa rồi. Sáng nay ai đó tại phòng riêng không cầu nguyện, tôi nói một cách nghiêm túc luôn, đó là chúng ta đã không hiệp một với Chúa rồi. Mà đi với Chúa mà chống Chúa thì ích lợi gì anh em? Amen. Đi với Chúa mà chống Chúa, đi với Chúa mà không làm một với Chúa, Chúa nói gì? Hai người không thuận ý nhau không thể nào đi chung một con đường, cho tôi nghe chị ai? Đúng không? Tiên tri A-mốt nói như vậy. Hai người đi chung một con đường mà không thuận ý nhau, cãi vã nhau, gây gỗ nhau, bất hòa nhau, thì anh em biết rằng cái hậu quả của hai người đó như thế nào phải không? Có phải không? Anh em, tôi khuyên anh em rằng nếu ta muốn Chúa làm những điều tốt lành cho chúng ta, hãy hiệp một với Ngài trong sự cầu nguyện. Hãy ở trong Ngài. Amen. Và để cho Ngài ở trong chúng ta. Ngài ở trong chúng ta bằng cách nào? Đó là lời của Ngài có ở trong chúng ta không? Ngài và lời là một. Amen. Việc học thuộc Kinh Thánh là một điều tốt, nhưng có nhiều người học vì cớ sợ bị phạt, đọc lời Chúa vanh vách trên miệng của mình, nhưng lời của Chúa không có chỗ trong họ. Họ sống nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời. Và nếu là vậy thì Cha chưa ở trong con người đó. Con người đó mới ở trong tôn giáo thôi. Cha chưa ở trong con người đó. Tôi lặp lại. Chúng ta làm một với Chúa trong sự cầu nguyện, trong sự ngợi khen, trong việc hiệp thông đọc lời của Đức Chúa Trời, cho tôi nghe chị amen. Trong sự tìm kiếm Chúa một cách cá nhân. Nhưng đừng bao giờ quên Cha phải ở trong chúng ta nữa, qua lời của Đức Chúa Trời. Thực hành lời Đức Chúa Trời, nghiêm túc vâng lời của Ngài. Cho tôi nghe chị amen. Có như vậy thì Chúa Giêsu nói tiếp phần 3, xin lỗi phần B đó, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Ngài có nhiều người ở trong phòng nhóm nhưng không ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời hiệp nhất. Amen. 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 Trên có nhiều người chạy theo đám đông, có nhiều người chạy theo phép lạ. Nghe nói điểm nhóm này có phép lạ, nghe nói điểm nhóm kia có phép lạ là chạy theo. Anh em coi chừng, chúng ta đi đến đó chúng ta gặp rít giả và tiên tri giả. Thì vấn đề đối với tôi quan trọng nhất không phải là phép lạ. Quan trọng nhất đối với cuộc đời của tôi, đó là sự hiện diện của Ngài ở trong tôi. Quan trọng nhất cái chức vụ của tôi, đó là sự làm một giữa tôi và ba ngôi Đức Chúa Trời hiệp một. Amen. Ngay cả sứ điệp này, tôi giảng nó phải đến từ Chúa. Amen. Tôi không giảng theo ngẫu hứng của tôi. Nên tôi phải chờ đợi đến sáng sớm hôm nay, tôi mới nhận được cái sứ điệp này để giảng dạy cho anh em. Anh em đừng ở trong nhà của Chúa ở đây mà chúng ta không ở trong Ngài. Anh Hà amen không? Thánh amen không? Tuấn Anh amen không? Đừng ở trong ban nhạc mà chúng ta không ở trong Ngài. Bởi vì ta chơi nhạc, chúng ta biết đánh đờn là chúng ta chơi nhạc được. Amen. Nhưng có nhiều người chơi nhạc, có những người hướng dẫn thờ phượng, nhưng họ ở ngoài sự diện của ba ngôi Đức Chúa Trời. Tôi nhìn vườn cây của mình và tôi nói với vợ của tôi, em nhìn cây không? Cứ thấy cây nào sống là cái lá còn xanh. Bao nhiêu người nói tôi nói sai nào? Cây còn sống là lá màu xanh, ngắn chang chang như vậy đó. Nhưng mà mỗi cây đều có một cái màu xanh khác nhau lá. Amen. Nhưng trên hết mọi điều, nó bày tỏ rằng nó đang sống. Amen. Thế sáng nay tôi nhìn lại em, tôi có còn thấy màu xanh sự sống không? Anh em, tôi có còn nhìn thấy sự sống của Chúa trong anh em không? Giữa một cái thời tiết, giữa những nghịch cảnh của thời tiết eo le. Amen. Có phải không? Giữa những khó khăn về kinh tế, anh chúng ta phải là như cây trồng gần bên bờ suối.
lá vẫn xanh rờn. Amen. Amen. Đừng những ngày kiêng ăn thì xanh dậy sớm, như mình dậy rất là sớm trong những ngày kiêng ăn đó, đến ngày hôm nay 5 giờ chưa thấy dậy con. Hãy tỉnh thức con. Rồi có những anh em, mình đang làm nhân sự, mình đang tập thánh đạo về Chúa, 5 giờ rồi chưa thấy ra khỏi chùa. Anh em vẫn lệ thuộc tiếng cản thì tôi mới thấy anh em bước ra khỏi căn phòng của mình. Như vậy là xong rồi. Như vậy là xong rồi. Anh em, chúng ta đang là cái cây công bình của sự sống, hay chúng ta là cái cây mà cây nhựa? Nó cũng là cây mà cây dừa, cây dẻo, cây đẻo phải không ạ? Cây giả. Lá vẫn xanh, nhưng đến cào cái thân á là vỏ nhựa. Ngày nay có rất nhiều người chỉ theo tôn giáo, và trong họ không có sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời hiệp một. Trong họ không có sự sống. Anh em hiểu điều tôi nói không? Anh em hiểu điều tôi nói không? Cho nên tôi lặp đi lặp lại câu 21 là kiểu mẫu hiệp nhất của ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin đừng ngồi trong nhà của Chúa mà không hiệp một với Ngài. Xin đừng mang danh là mình làm người hầu về Chúa mà không hiệp một với Ngài. Amen. Có nhiều người ngày nay hiệp một với xác thịt của mình mà không hiệp một với ba ngôi Thiên Chúa. Mình vẫn mở miệng nói thánh linh dẫn dắt mình, nhưng mình hầu việc theo kiểu của mình, không phải kiểu mẫu của Chúa. Amen. Bây giờ ta đến cái kiểu mẫu thứ hai. Câu 22. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con, để hiệp là một, cũng như chúng ta vẫn là hai, vẫn là ba, vẫn là một. Anh em hiểu câu của thánh này không? Mầu nhiệm lắm anh em. Khi Chúa thánh linh mặc khải cho tôi vui lắm. Câu này nói gì? Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con. Anh em để ý nha. Cái sự vinh hiển mà Chúa Giêsu ban cho tôi và anh em là sự vinh hiển của cha ban cho Chúa Giêsu. Amen. Không có sự khác nhau ở đây. Đức Chúa Cha dùng Chúa Giêsu làm phép lạ thế nào thì Đức Chúa Cha cũng dùng tôi và anh em để bày tỏ quyền năng của Ngài y như vậy. Đức Chúa Cha đã sức dầu cho Chúa Giêsu ở Nazareth bằng dầu Thánh Linh để đi chỗ này chỗ kia, giảng tin lành, đuổi quỷ, vân vân và vân vân. Thế nào thì ngày hôm nay Đức Chúa Cha vẫn cùng một Đức Thánh Linh đó dùng tôi và anh em để bày tỏ sự cao trọng của Ngài. Nhưng Ngài nhớ, sự vinh hiển ở đây cũng nói về ân tứ, sự hiện diện thánh khiết và sự sức dầu Thánh Linh của Ngài cho ai đó trong chúng ta. Và bây giờ chúng ta để ý nha. Chúa ban cho chúng ta sự vinh hiển, Chúa ban ân tứ của Ngài cho chúng ta, Chúa sức dầu cho chúng ta, Chúa ban sự diện đầy dạy của Ngài cho chúng ta để làm gì? Để chúng ta nổi loạn hả? Để chúng ta kiêu ngạo phải không? Để chúng ta cải tách phải không? Tất cả đều nói không. Nhưng mà sự thật, riêng Hội Thánh Chúa tại Việt Nam này thì nó ngược lại với điều gì chúng ta nói không? Là có nhiều người có ơn một chút là tại tách. Tôi nói rõ có đúng không? Tôi nói rõ có đúng không? Có nhiều người được ơn một chút xíu là tại tách. Có nhiều người được ơn một chút xíu, được Chúa sức dầu một chút xíu là tại tách, lập hội, lập giáo phái, lập hội thánh riêng, phải không? Không bao giờ chịu làm một. Và chúng ta thấy Satan nó đến bởi đâu vậy? Nó được đến bởi một thiên sứ, phải không ạ? Trước khi nó trở thành Satan, nó là thiên sứ hướng dẫn thờ phượng ở trong thiên đàng. Và chúng ta thấy Chúa cũng ban ơn cho thiên sứ để hướng dẫn thờ phượng. Amen. Nhưng một ngày kia thiên sứ này không hiệp một với Đức Chúa Trời tam vị nhất thể. Và Ê-sai đoạn 14 nói rất rõ điều này. Đó là thiên sứ này bắt đầu nói gì? Nói với bụng của thiên sứ, ta sẽ nhắc ngai của ta lên bằng ngai của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy bắt đầu có sự nổi loạn phải không ạ? Có phải không? Khi không có sự hiệp một là có sự nổi loạn.
Khi không có sự làm một là sẽ có hai, phải không ạ? Có phải không ạ? Khi không làm một với Chúa thì đừng nói làm một với nhau. Và Đức Chúa Trời nói gì? Ta đã nói rằng ta đặt ngươi xuống, nhưng mà ngươi vẫn nói bảo bụng và dạ của ngươi rằng ta sẽ nhắc ngai ta lên bằng ngai của Đức Chúa Trời. Và thế là Chúa đã tống cổ thiên sứ đã nổi loạn không chịu làm một với Ngài. Amen. Không giữ đúng cái vị trí của thiên sứ này ở trong ban thờ phượng. Chúa đẩy nó ra và nó trở thành Satan. Trước khi nó trở thành Satan, nó là một linh vật sáng láng. Amen. Phải không? Sáng láng. Nhưng khi bị đẩy ra khỏi thiên đàng xuống trần gian này, bây giờ nó đại diện cho bóng tối tăm. Anh em, Chúa ban cho tôi và anh em sự vinh hiển để chúng ta tiếp tục làm một với nhau. Đã tôi nghe chữ amen. Chứ không phải để chúng ta nói rằng bây giờ mình hơn ông thầy của mình. Kinh Thánh Chúa Giêsu nói trò không hơn thầy. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều học trò của tôi đây trong đầu thì nói ngược lại với lời của Chúa, đó là mình hơn ông thầy rồi. Mình hơn ông thầy rồi. Mình có hàng trăm nhân sự. Cơ sở vật chất của mình hơn ông thầy rồi. Mình nổi tiếng hơn ông thầy rồi. Và tôi rất sợ những lời nói như vậy. Tôi có những người thầy lãnh đạo của tôi. Chưa bao giờ trong tấm lòng của tôi, ý tưởng của tôi nghĩ rằng mình ngon hơn thầy của mình. Cái điều quan trọng đối với tôi đó là sự hiện diện của Chúa. Amen. Và tôi phải giữ cho bằng được sự hiện diện đó bằng cách tôi phải làm một với ba ngôi Đức Chúa Trời. Tôi phải làm một với lời Đức Chúa Trời. Tôi phải làm một với ý tưởng của Ngài. Amen. Chúa ban ơn cho tôi như là sự vinh hiển của Ngài. Ngài trao sự vinh hiển, Ngài trao ơn, Ngài trao sự sức dầu cho tôi và cho anh em. Cho những anh em đang ở trên đường online. Không phải để chúng ta nói rằng mình ngon hơn ai đó. Amen. Amen. Để chúng ta làm một với Đức Chúa Trời. Để chúng ta tiếp tục giữ sự hiệp một với Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chữ Amen. Cho tôi nghe chữ Amen. Tôi đọc lại câu 2. Xin mời Hồ Thánh đọc lại câu 2. Bắt đầu. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà cha đã ban cho con để hiệp làm một. Cũng như chúng ta vẫn là một. Anh em, nếu ai đó cho chúng ta đại tất, có nghĩa là chúng ta không là một nữa mà chúng ta là hai. Mà khi làm hai rồi thì Chúa không ở giữa nữa anh em. Amen. Bao nhiêu người muốn Chúa hiện diện ở giữa trung tâm này? Bao nhiêu người muốn Chúa hiện diện ở giữa sự thờ phượng? Bao nhiêu người muốn Chúa hiện diện ở trong chúng ta? Không còn cách nào khác, đó là chúng ta phải hiệp một với Chúa. Sáng nay chúng ta có hát bài hát mà tôi nghĩ rằng nếu người dẫn dắt thờ phượng nhảy bén chỉ cần một bài đó thôi cũng bùng nổ. Đó là không bơi quyền, bơi năng lực, nhưng bơi đại quyền thần linh muôn đời. Những ngày qua chúng ta hầu Chúa bằng năng lực riêng của mình, đúng không? Cho nên chúng ta đâu cần dậy sớm đi cầu nguyện đâu. Và tôi nói nên như một lời tỉnh thức. Đời sống thuộc thể chúng ta không cần phải lo ngày hôm nay ăn gì uống gì. Vì điều đó thầy Tú và nhà bếp đã lo rồi. Amen. Có đúng như vậy không? Nhưng cái điều tôi lo nhất cho anh em đó là đời sống thuộc linh của anh em. Tôi lo nhất điều này. Nên nói về kinh nghiệm, tôi có kinh nghiệm hơn 30 năm tôi học về Chúa rồi. Nhưng mà chưa bao giờ tôi tự tin cái kinh nghiệm đó của quá khứ để bước đi trong hiện tại mà không cầu nguyện, không nhờ cái Chúa. Tôi vẫn tiếp tục làm một với Chúa, bước đi từng bước một. Tôi vẫn nói với Chúa, sau này con cần Chúa trong tích tắc đồng hồ. Con cần Chúa trong từng giây đồng hồ. Con cần Chúa trong suy nghĩ của con. Con cần Chúa trong sự nghe của con.
Như vậy tôi muốn hỏi trước khi ta qua điều thứ ba, khuôn mẫu thứ ba, tôi muốn hỏi anh em là những ngày qua chúng ta và Chúa vẫn là một hay là hai? Anh em, điều này chúng ta ngại không giơ tay phải không? Chúng ta là một với Chúa hay là chúng ta là hai với Chúa? Trong cái đó Chúa Giêsu tuyên bố rằng để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Có nghĩa là cái thời điểm mà Chúa Giêsu cho lời cầu nguyện này là sau hơn 4.000 năm, cho tôi nghe chứ, amen, amen, mà Chúa vẫn nói rằng Ngài và ban ngôi Đức Chúa Trời là một. Amen, amen. Chúng ta mới đi với Chúa được bao nhiêu lâu? Bình, con đi được bao lâu rồi? 11 tháng. Nhưng là một với Chúa hay làm hai? Anh Hà đi với Chúa bao nhiêu lâu rồi? Hoàng đi với Chúa bao lâu rồi? Hòa đi với Chúa bao lâu rồi? Tuấn Anh đi với Chúa bao lâu rồi? Ta không có gì, tôi muốn gọi tên từng anh em và hỏi anh em. Và tôi cũng đã hỏi chính tôi. Đó là những ngày qua chúng ta có làm một với Chúa không hay là chúng ta tự hào? Bây giờ mình có hơn rồi, mình giỏi rồi, mình giảng được rồi, mình hướng dẫn được rồi, mình cầu nguyện giải cứu được rồi. Thế là chúng ta bắt đầu không còn là một với Chúa nữa, amen. Anh em, điều đó, điều này khiến Chúa không còn sử dụng chúng ta nữa. Tôi thường nói anh em, quỷ nó sợ danh Chúa chứ không phải sợ chúng ta. Nhưng để ơn của Chúa tuôn đổ không bị trở ngại nào thì chúng ta phải có mối quan hệ của chúng ta thật tốt với Chúa. Giữ mình khỏi phạm tội, cho tôi nghe chứ, amen. Giữ mình khỏi sự cay đắng, giữ mình khỏi sự ghen ghét, giữ mình khỏi sự hận thù, giữ mình khỏi những điều. Nhiều chiếc bình lúc nào cũng được súc sạch thì rượu mới cứ đổ, rượu mới cứ đổ, rượu mới cứ đổ, amen. Hallelujah, amen. Giống như mọi những người uống trà, nếu là cái ấm trà của tôi thì tôi biết 100% là cái ấm trà đó sạch và cái ly đó sạch vì tôi thường rửa nó. Nhưng nếu ta uống tập thể đó, chúng ta nhờ tri ân rửa là xong rồi. Các bạn không ạ? Anh em, nếu ta uống chung, cái gì mà chung nó không đảm bảo, đúng không ạ? Mà cái gì cá nhân của chúng ta biết 10-10, cái này là sạch. Mà nếu ta cầm cái ly lên, chúng ta nghe cái mùi lạ, ta biết rằng có người vừa rồi uống cái ly của chúng ta vì nước miếng của họ có mùi khác. Right? Thế thì đời sống của tôi vẫn đang có rửa sạch mỗi ngày đến mức chúng ta phát hiện đó là chúng ta là một với Chúa, amen. Hallelujah. Không làm hai với Chúa. Cho đến khuôn mẫu thứ ba, câu 23. Con ở trong họ và Cha ở trong con để cho họ toàn vẹn hiệp làm một. Anh em để ý nha. Con ở trong họ. Con ở trong họ, Cha ở trong con. Con ở trong họ, con đây nói về Chúa Giêsu đúng không ạ? Thế thì một câu được đặt ra trong lúc này. Chúa Giêsu có ở trong chúng ta không? Bao nhiêu người tin rằng Chúa Giêsu ở trong chúng ta? Sự gì của Ngài ở trong chúng ta? Chúng ta nhìn vào đời sống của mình, ta biết phải không ạ? Thứ hai, nó khi nó là con ở trong họ, là Chúa Giêsu muốn nói gì? Chúa Giêsu có mối quan hệ tốt với chúng ta. Amen. Thế thì chúng ta có mối quan hệ tốt với Chúa Giêsu không? Câu thứ hai, Cha ở trong con. Như vậy có Chúa Giêsu là có Đức Chúa Cha ở trong chúng ta. Cho tôi nghe chị, amen. Cho tôi nghe chị, amen. Có Chúa Giêsu ở trong chúng ta là có một Chúa Trời toàn năng ở trong tôi và anh em. Bởi vì Chúa Giêsu là gì? Con ở trong họ và Cha ở trong con. Như vậy chúng ta có Chúa Giêsu là có Đức Chúa Cha. Hallelujah. Mà chúng ta không có Chúa Giêsu là không có Đức Chúa Cha. Vì cái đó mà văn thứ nhất lập luận điều này rất rõ. Linh ăn Antares, nó sẽ tuyên bố rằng Chúa Giêsu không phải là con của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu không lấy xác thịt mà ra đời. Đó là linh ăn Antares. Và linh ăn Antares ngày hôm nay nói gì? Đức Chúa Trời là một. Và Chúa Giêsu là Chúa Giêsu và Chúa Giêsu không phải là con Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. Và linh ăn Antares nó đang dạy dỗ rất nhiều người trên khắp thế giới này. Và ở đây Chúa Giêsu nói gì? Con ở trong họ, Cha ở trong con. Tôi lặp lại một lần nữa rằng
Chúng ta có Chúa Giêsu là chúng ta có Cha. Chúng ta có Đức Chúa Con là chúng ta có Đức Chúa Cha. Chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta nghe chưa? Amen. Và khi một con người có điều này, có sự hiện diện của Chúa, thì người đó rất dễ dàng giữ gìn sự hiệp một. Đến nỗi Kinh Thánh Chúa Giêsu dùng cái lời cầu nguyện rằng đó là để cho họ toàn vẹn hay là trọn vẹn hiệp một với nhau. Amen. Sự hiệp một nó phải là trọn vẹn, không nửa vời, không bằng đầu môi chốt lưỡi. Sự hiệp một phải là trọn vẹn. Amen. Buồn 2, buồn 3, buồn 4, chúng ta phải hiệp một với nhau để giúp đỡ anh em. Thí dụ như chuyện của Phát, tôi nghĩ rằng chúng ta hiệp một ta giúp được anh em này. Amen. Amen. Thí dụ như ít nữa là phải giúp cho Phát không biết chữ thì cũng có biết nói không? Biết nói, có biết nói đúng không? Tại sao không biết cầu nguyện? Anh thấy không? Biết nói vô làm bếp trưởng thì chúng ta thấy rất là sôi động vui. Có phải không? Có phải không ạ? Ra phòng tạ thì rất là sôi động hả? Ồ, con trước đây con chưa lên trung tâm đó, hàng trăm con gái theo con á. Nói chuyện rất là vui. Nhưng tại sao lại không biết cầu nguyện? Thì chúng ta phải làm một để giúp đỡ anh em này. Và khi anh em này cầu nguyện được, hát được, hay học thuộc một được câu gốc nào đó, đó là sự hiệp một trọn vẹn. Sự hiệp một không ở trên một người nào đó ở trong buồng, nhưng sự hiệp một phải là một tập thể. Bởi vì sự hiệp một giúp chúng ta làm công việc mà một người không làm được. Tôi nghe chị amen. Cho nên chúng ta phải hiệp một. Và khuôn mẫu thứ ba để chúng ta thực sự hiệp một được đó là khi chúng ta nhìn này. Tại sao chúng ta cần phải hiệp một? Vì sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trong tôi. Vì sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trong trung tâm. Vì sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trong buồng. Amen. Amen. Chúng ta cần sự hiệp một. Dù có những ý tưởng trái chiều, nhưng chúng ta phải làm một với lời của Đức Chúa Trời. Amen. Chứ không phải ý tưởng của chúng ta. Ta tôi nghe chị amen. Hãy làm một với ý tưởng Đức Chúa Trời. Và khiến ta làm một đó vì sự vinh hiển của Chúa. Vì sự hiện diện của Con và Cha. Amen. Chúng ta dễ dàng lắm anh em. Tôi đã bước qua những điều này. Đó là có những cái lúc mà xác thịt của mình nổi lên, làm những điều không đúng. Nhưng mà khi đối diện với Chúa trong chỗ của sự cầu nguyện đó, tôi không tranh luận. Amen. Tôi bỏ ngay lập tức những điều đó xuống và nói con sai rồi. Bởi con đã không làm một với Đức Chúa Cha. Amen. Con đã không làm một với Đức Chúa Giêsu. Amen. Con đã không làm một với Đức Thánh Linh. Amen. Và tôi quyết định trở lại là một với Chúa. Amen. Không để cho ý của mình dẫn dắt mình nữa, không để cho cái tư tưởng của mình dẫn dắt mình nữa, mà để lời của Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi. Và tôi kinh nghiệm được sự hiệp một trọn vẹn. Đã thông nghe chữ amen. Anh em có cần sự hiệp một trọn vẹn không? Bao nhiêu người thấy rằng ngày hôm nay trong hội thánh sự hiệp một rất yếu. Trong ban lãnh đạo chúng ta thấy có sự hiệp một không? Một cái câu mà tầng thế này hay dùng nói đó là trống đánh xuôi cạn, thổi ngược. Khi chúng ta không hiệp một trọn vẹn thì làm sao thế gian biết chính Cha đã sai Chúa Giêsu đến. Amen. 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 Và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Khi chúng ta hiệp là một trong công tác cứu người, nhiều người sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời đã yêu thương người đó. Khi ta hiệp một giúp đỡ Phát, khi ta hiệp một giúp đỡ Duy, khi ta hiệp một giúp đỡ Trương, khi ta hiệp một giúp đỡ Amin, giúp đỡ Phai, giúp đỡ Tri Ân, giúp đỡ cho Thanh, cả thế giới này biết Đức Chúa Trời yêu thương họ. Xin đừng hất hủi ai, bất cứ là ai. Xin đừng đẩy ai đó ra khỏi tình yêu của Chúa. Amen. Sống trong một tập thể có những lúc chúng ta cọ sát với nhau, chúng ta có sự tranh chiến với nhau, chúng ta có những điều chưa hiểu hết với nhau. Amen. Nhưng sau những điều đó, hãy nhớ một điều. Luật về yêu thương vẫn là số một. Xích yêu thương, sợi dây nhân tình. Còn em số đoạn 4 câu 3 thì nói rằng là dùng dây hòa bình. Dùng dây hiệp, xin lỗi, dùng dây hòa bình giữ gìn sự hiệp một của Đức Thánh Linh. Như vậy hiệp một quan trọng không anh em? Sáng nay trong khoảnh khắc này tôi vâng mạng
với Đức Chúa Trời tam vị nhất thể, chia sẻ cho anh em sự hiệp một quan trọng như thế nào. Như tôi mở đề, và tôi dùng mở đề để lặp lại trong lời kêu gọi này. Nếu lưu lại hàng triệu năm về trước, nếu ba ngôi Đức Chúa Trời cùng các thiên sứ không hiệp một với nhau, thì chắc chắn ngày nay mắt chúng ta không thấy thấy thế giới hiệu hữu hình đẹp đẽ như thế này. Amen. Nó tồn tại hàng triệu năm. Thế thì nếu ngày hôm nay chúng ta quyết định sống với sự hiệp một, thì ngày mai, một tuần đến, một tháng đến, chúng ta thấy nhiều điều đẹp đẽ mà Đức Linh hay ba ngôi Đức Chúa Trời sẽ làm việc qua sự hiệp một. Chào tôi nghe chị, amen. Qua sự hiệp một. Và tới các sứ đồ, khi Chúa Giêsu còn sống, Chúa Giêsu đi bên cạnh họ, họ không có sự hiệp một. Nhưng mà khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời và Thánh Linh đổ xuống, và Thánh Linh là linh của sự hiệp một, amen. Và chúng ta thấy các sứ đồ đã từng nổi loạn với nhau trước ngày lễ ngũ tuần. Bây giờ họ nhận Đức Thánh Linh, họ đã giữ gìn sự hiệp một của Ngài, amen. Và chúng ta thấy số lượng hội thánh tăng lên. Tôi nghe chưa, amen. 3.000, 5.000 và đến mức đó là không còn đếm được nữa. Anh em có tin rằng hiệp một đem ra sự sinh sản thuộc linh không? Sự hiệp một đem đến sự chữa lành, sự hiệp một đem đến sự giải cứu, sự hiệp một đem đến sự chữa lành tổn thương, sự hiệp một đem đến sự bình an, sự hiệp một đem đến sự diện của Chúa, sự hiệp một kéo những điều của thiên đàng đến nơi có hai chữ hiệp một. Hallelujah. Sự hiệp một rất cần cho hội thánh, sự hiệp một rất cần cho chức vụ của mỗi một chúng ta, sự hiệp một rất cần cho hôn nhân của chúng ta. Amen. Sự hiệp một rất cần cho công tác mở mang hội thánh của Chúa. Cho nên anh em, hãy đồng đứng lên và đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mỗi một chúng ta hãy dành thời gian nghiêm túc đến với Chúa và cầu nguyện. Giờ này chúng ta không cầu nguyện cho ai, mà chúng ta cầu nguyện cho chính mình. Hãy tra xem, đó là những ngày qua chúng ta có sự hiệp một với ba ngôi Đức Chúa Trời không? Đôi khi chúng ta nói Chúa, đôi khi ta mời cầu nguyện, ta cầu nguyện. Đôi khi đến phiến ta, chúng ta hầu việc Ngài. Nhưng cái vấn đề tôi muốn nói đó là chúng ta có làm một với Ngài không? Ngài biết điều này. Mà nếu chúng ta không làm một với Ngài đó, thì thật là khó lắm anh em. Thật là khó lắm để những điều tốt lành của Chúa. Và nếu ta cứ sống không làm một với Chúa, thập tự giá cũng là cái dấu của sự hiệp một, là dấu cộng đó anh em. Nếu chúng ta hiệp một, hợp tác với Chúa, với ba ngôi Đức Chúa Trời qua lời, qua người giúp đỡ mình, qua người nâng đỡ mình, qua người khích lệ mình, qua người dạy dỗ mình. Dù có những lúc chúng ta không hiểu hết những điều gì họ nói, nhưng cứ yên lặng và chịu học tập. Hãy làm một đi, thì sẽ thấy những điều tốt lành của Đức Chúa Trời đổ xuống cuộc đời của chúng ta. Sự sức giàu cũng đến ở đó, sự mặc khải cũng đến từ chỗ đó. Tất cả mọi ân tứ tốt lành trọn vẹn sẽ đến từ chỗ đó. Và thế gian sẽ nghe những điều ta nói. Những người nghe ta nói về Chúa Giêsu, họ cảm nhận được chúng ta có sự hiện diện của Ngài. Họ không biết tại sao, nhưng chúng ta biết rất rõ, đó là chúng ta có sự làm một với ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta có mối quan hệ tốt với Ngài không? Chúng ta có mối liên hệ tốt với Ngài không? Như con ở trong cha và cha ở trong con. Chúng ta có làm một với Ngài không? Chúng ta có ở trong ý muốn của Ngài không? Chúng ta có đang sống ở trong lời của Đức Chúa Trời không? Quyết định trong lời của Chúa không? Hay là chúng ta vẫn còn làm theo ý riêng và tư dục của chính mình? Chúng ta đang nhận lãnh sự vinh hiển từ nơi Chúa Giêsu ban cho chúng ta, cùng một sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Ngài qua ân tứ, qua sự sức giàu, qua sự hiện diện của Ngài. Nhưng đừng lấy điều đó làm đủ mà kiêu ngạo, mà tự cho mình hơn người khác. Đừng làm hai, đừng làm ba, đừng tẻ tích. Nhưng càng được ơn bao nhiêu thì chúng ta càng phải giữ sự làm một với ba ngôi Thiên Chúa bấy nhiêu.
Đừng để Ngài đến, Chúa nói rằng ta không biết ngươi. Dù ta được ơn đuổi quỷ, ta được ơn nó tiên tri, mà chúng ta không làm một với Ngài, chúng ta làm dụng sự vinh hiển của Ngài, thì Chúa cũng phán rằng ta không biết con. Và chúng ta có thực sự đi theo khuôn mẫu đó là hiệp một phải trọn vẹn không? Một sự hiệp một không nửa vời, một sự hiệp một không bằng đầu mối chốt lưới, mà sự hiệp một bằng cả sự hy sinh trả giá của chúng ta. Đó là con ở trong họ và cha ở trong con. Khi ta có Đức Chúa Con là chúng ta có Đức Chúa Cha. Và khi ta nhìn vào sự vinh hiển của Ngài, chúng ta dễ dàng hiệp lập một với nhau. Và khi ta làm một trọn vẹn, thế gian sẽ biết chính cha đã sai Chúa Giêsu đến, và cha đã yêu thương họ như cha đã yêu thương con thế nào. Hãy quyết định bắt đầu từ ngày nay cầu nguyện cho điều này anh em. Chúa Giêsu biết rất rõ Satan là kẻ đứng đằng sau gây sự chia rẽ trong hội thánh, trong anh em hầu việc Chúa với nhau. Cho nên Chúa bảo, Chúa đem điều này vào chỗ của sự cầu nguyện. Chúa cầu thay cho các sứ đồ. Và lời cầu nguyện đã được Đức Chúa Trời nhậm trong ngày lễ ngũ tuần. Và các sứ đồ đã hiệp một với nhau. Nhờ đó mà hội thánh hữu hình được phát triển, được phát triển. Và nếu thầy trò của chúng ta tiếp tục giữ gìn sự hiệp một cách thận trọng, thì tôi tin rằng Chúa còn dùng chúng ta nữa để phát triển công việc của nhà Chúa. Hallelujah. 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 Sakaramato kushata. Hallelujah. Tokuramata karamata kataka. Tokuramata kata. Hallelujah. Chúng ta cần phải sự hiệp một trọn vẹn. Một sự hiệp một bắt đầu từ chính mình với ba ngôi Đức Chúa Trời. Một sự hiệp một bắt đầu từ những người làm việc chung với chúng ta. Một sự hiệp một bắt đầu từ trong buồng mà nơi chúng ta đang sinh hoạt ở đó. Đừng để những anh em tại những phòng đều có những anh em cần được giúp đỡ lắm anh em. Rất cần sự giúp đỡ. Xin đừng để trách nhiệm này cho một bờ vai nào đó, cho một con người nào đó, nhưng tất cả những thành viên. Nếu ta nghe lời của Chúa và chúng ta biết rằng điều này là đúng, điều này đến đúng thời điểm, thì xin em hãy tôn trọng lời của Chúa, dùng dây hòa bình giữ gìn sự hiệp một của Đức Thánh Linh. Hallelujah. Lời của Chúa Phaolô khuyên cho thánh Côrintô là: hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Nếu ngày hôm qua anh em không có cùng một tiếng nói trong vấn đề làm cái bạc để chai nắng, thì công việc đã không hoàn thành, nó sẽ kéo đến ngày hôm nay. Nhưng đã đồng một tiếng nói, đồng một tấm lòng, đồng một ý chí, và công việc đã hoàn tất. Hãy nhớ điều đó và áp dụng vào đời sống thuộc linh của chúng ta, các anh em yêu dấu. Hallelujah. Vì chuyện này xin mời anh em nào được Chúa Thánh Linh nhắc nhở, cảm động, cáo trách chúng ta, xin chúng ta dâng lời cầu nguyện cho chính mình, để mà một chúng ta thực sự nghiêm túc. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta phải hiểu sự hiệp một quan trọng và rất. Nếu ngày hôm nay không có sự hiệp một, một tháng những cho nên hãy hiệp một, đừng hiệp hai nữa. Hiệp một trong Chúa không phải là một trận bóng đá, mà có hiệp hai, hiệp phụ rồi đá phạt đền, không, chỉ hiệp nhất mà thôi. Hãy tôn trọng điều này. Khi một người tôn trọng sự hiệp nhất là một người tôn trọng Đức Thánh Linh. Hallelujah. Xin mời một em thay mặt chúng ta những lời cầu nguyện như này. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.